Pikachu, Pinky, hợp thể Pokemon Raichu Pinky 6 sao. Tốt lắm, các cậu đã kết hợp càng ngày càng hoàn hảo và mạnh hơn. Trong cuộc thi đấu Pokemon năm nay, nhất định chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhung đây à, cậu đã là nhà vô địch Pokemon năm ngoái, lại còn sở hữu Pokemon 6 sao duy nhất trên thế giới, mạnh vô địch thiên hạ mà vẫn còn luyện tập làm gì? Đúng là Raichu Pinky của tớ rất mạnh, tuy nhiên các đối thủ năm nay cũng rất mạnh, đặc biệt là Thơ Nguyễn, tớ hy vọng rằng năm nay sẽ được đối đầu với cậu ấy. Thơ Nguyễn thì có gì đâu mạnh, cậu ta chỉ sở hữu Pokemon 5 sao thôi mà, đâu có phải là đối thủ của cậu. Cậu không nên khinh địch như vậy, nếu được huấn luyện tốt và có một chiến thuật tốt, Pokemon 5 sao có thể đánh bại Pokemon 6 sao của tớ không chừng. Vì vậy mà ngày nào tớ cũng luyện tập cho các Pokemon của mình. Tớ thì lại đang lo về nhóm R, bọn chúng có rất nhiều âm mưu đen tối, cậu phải cẩn thận đấy, không biết cuộc thi năm nay bọn chúng sẽ giở trò gì nữa. Ừ, tớ biết rồi, thế cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi năm nay đến đâu rồi? Bố tớ vừa đi du lịch nước ngoài về, mua cho tớ 2 con Pokemon 5 sao, vậy là tổng cộng tớ có 4 Pokemon 5 sao và 1 Pokemon 4 sao rồi. Tớ ấn cậu thích thật đấy, có ông bố giàu lần nào cũng mua cho rất là nhiều Pokemon mạnh. Thế còn hai cậu Hiếu Thảo, anh em cậu đã chuẩn bị cuộc thi đến đâu rồi? Anh em của tớ năm nay chắc chỉ tham gia cuộc thi để cho Pokemon của bọn tớ có thêm kinh nghiệm thôi, có rất là nhiều đối thủ mạnh, bọn tớ làm gì có cửa. Nhung ơi, nguy rồi, mau về nhà đi, nhà của cháu đã bốc cháy kìa. Hả, nguy rồi, tớ phải về dập lửa ngay đây. Bọn tớ cũng có Pokemon hệ nước, để bọn tớ đi giúp cậu một tay. Mỗi lần Pinky hợp thể với Pikachu thì cậu ấy cần một khoảng thời gian để hồi phục, hiện tại chưa thể gọi cậu ấy về quả cầu Pokemon được. Pikachu, cậu hãy ở lại bảo vệ Pinky, tớ sẽ quay lại ngay. May quá, ngọn lửa không quá lớn, cũng không có hư hại gì nhiều. Nhưng mà tớ phát hiện ra có dấu tích, hình như có kẻ phóng hỏa nhà cậu đó. Nhưng mà bọn chúng làm thế với mục đích gì? Thôi chết, nguy rồi, Pinky và Pikachu, có lẽ bọn chúng đang nhắm vào các cậu ấy. Tớ phải quay lại đó ngay đây. Pikachu, cậu bị làm sao vậy? Pinky đâu rồi? Pika Pika. Hả? Con Pokemon này là gì vậy? Là một Pokemon 6 sao? Không thể nào, không lẽ? He he he, đúng vậy đó, chính là Pokemon mới của bọn ta, Raichu đen 6 sao. Đúng như ngươi nghĩ, Raichu đen của bọn ta đã kết hợp với Pinky và nâng cấp lên từ 5 sao trở thành 6 sao. Không đời nào, Pinky của ta sẽ không bao giờ kết hợp với Pokemon khác ngoài Pikachu. He he he, ngươi không biết rồi, Raichu đen của bọn ta là một dạng Pokemon đột biến từ Raichu. Chúng có khả năng đặc biệt, đó là thôi miên đối thủ yếu hơn. Và Pinky của ngươi đã bị nó thôi miên mất hết ý thức. Nói cách khác, nó không còn là Raichu Pinky nữa, mà trở thành Raichu đen 6 sao. Nhóm R các ngươi thật là bị ổi. He he he, hãy nhìn Pikachu của ngươi đi, ngươi đã thấy sức mạnh của Raichu đen 6 sao rồi đấy. Hãy no chữa trị cho Pokemon của ngươi đi. Hẹn gặp lại ngươi tại cuộc thi Pokemon toàn quốc năm nay. Nhung ơi, bọn tớ vừa nghe Tuấn kể về chuyện của cậu. Nhóm R thật là bị ổi. Đúng vậy, hay là chúng ta hãy kiện bọn chúng với ban tổ chức? Không được, hiện tại Pinky đã bị thôi miên, hoàn toàn mất đi ý thức. Chúng ta không có chứng cứ gì để chứng minh bọn chúng cướp đặt Pinky. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Có Pokemon 6 sao trong tay, bọn chúng sẽ nhất định làm những chuyện xấu xa. Tớ sẽ không để bọn chúng làm như vậy đâu. Pika Pika. Pikachu, cậu cũng đồng ý như vậy đúng không? Cậu đang nghĩ ra cách gì đối phó rồi đúng không? Tớ nghe nói trong khu rừng quay vật có một loại thảo dược tên là cỏ sao, giúp tăng sức mạnh lên 1 sao trong một thời gian ngắn. Hy vọng trong thời gian ngắn đó, Pikachu có thể hạ gục được Raichu đen. Không được đâu, khu vườn đó rất là nguy hiểm. Sợ là cậu chưa tìm được cỏ sao thì đã mất mạng rồi đó.
Các cậu yên tâm đi, có Pikachu bảo vệ tớ rồi. Khu rừng này quả là đáng sợ. Pikachu, cậu hãy dùng mũi đánh hơi xem cỏ sao hiện đang ở đâu. Thật may là mình có Pikachu, nó sở hữu chiếc mũi thính nhất trong các Pokemon. Vì vậy, nó cũng sẽ là Pokemon duy nhất tìm được cỏ sao. Hoan hô, tìm thấy rồi. Hả, cái gì thế này? Là một ảo ảnh của một Pokemon 6 sao. Nó có thể tấn công thật sao? Thì ra là vậy, cỏ sao không chỉ có tác dụng giúp Pokemon tiến cấp lên một sao mà nó còn có thể tự tạo ra được ảo ảnh. Vì vậy mà từ trước tới nay chưa từng có ai có thể lấy được cỏ sao. Nhưng mà ta đang rất cần mày để bảo vệ mọi người khỏi nhóm ER xấu xa độc ác. Pikachu, hãy tiến lên! Pika Pika! Không ổn rồi, Pikachu thậm chí không thể đánh trúng được. Trời ơi, nguy hiểm! Pikachu, mau tránh ra! Ảo ảnh biến mất rồi. Thì ra là vậy, vì cỏ sao được mệnh danh là cỏ chính nghĩa. Được rồi Pikachu, chúng ta hãy tới cuộc thi thôi. Sao giờ này Nhung vẫn chưa tới? Cậu ấy là quán quân năm trước, nên được miễn vòng loại. Trận bán kết tiếp theo, tớ sẽ đấu với Nhung. Còn Thơ Nguyễn sẽ đấu với nhóm R đấy. Thật vậy sao? Tớ tới rồi đây. Tuấn, rất vui được đấu với cậu. Cậu là một đối thủ rất mạnh của tớ. Đúng vậy Nhung, hiện tại cậu không còn Raichu 6 sao nữa. Vì vậy, tớ đang mạnh hơn cậu đấy. Thưa quý vị khán giả và các bạn, trận bán kết đầu tiên là trận đấu giữa Nhung và Tuấn. Và người chiến thắng là Thị Nhung. Hoan hô! Không có Raichu Pinky 6 sao mà cậu vẫn mạnh quá. Tớ thua tâm phục khẩu phục. Tại vì Pokemon của cậu mới mua nên kết hợp chưa được thuần thục. Tớ tin nếu có nhiều thời gian luyện tập hơn, tớ sẽ không phải là đối thủ của cậu. Trận bán kết thứ hai là trận đấu giữa Thơ Nguyễn và nhóm ER. Là Pokemon 6 sao, không phải nó là của Thị Nhung sao? Mà hình như trông nó hơi khác. He he he, thấy sợ rồi đúng không? Các cậu nghĩ trận này ai sẽ thắng? Tất nhiên là nhóm ER rồi, bọn chúng có Raichu đen 6 sao mà. Hi hi, Pokemon 6 sao thì có gì đâu mà đáng sợ, ta đã có chuẩn bị rồi. Vũ khí bí mật này ta định dùng cho Thị Nhung, nhưng đành phải dùng sớm hơn rồi. Tiến lên Pokemon trừ sao. Pi. Hả, cái gì vậy? Raichu đen bị trừ 1 sao, còn 5 sao thôi sao? Đúng vậy, đây là vũ khí của ta định dùng để đối phó với Raichu Pinky của Thị Nhung. Nhưng xem ra các ngươi đã dùng trò bì ổi để chiếm mất Pinky rồi. Vì vậy, các ngươi sẽ phải trả giá. Tiến lên, Pokemon của ta! Thơ Nguyễn thắng rồi sao? Mạnh quá! Nếu là tớ, có lẽ chưa chắc tớ đã thắng được cậu ấy. Hình như nhóm R vẫn còn một Pokemon. Là Raichu đen 6 sao. Không thể nào, không phải nó đã bị trừ 1 sao rồi sao? He he he, bọn ta đã theo dõi ngươi và biết được ngươi có một Pokemon có khả năng trừ 1 sao của đối phương. Cho nên, bọn ta đã tương kế tự kế sử dụng một Pokemon sao chép Raichu đen rồi. Các ngươi theo dõi ta, các ngươi thật là bị ổi. Thắng là vua, thua làm giặc. Hãy tiến lên, Raichu đen 6 sao. Người chiến thắng là nhóm ER. Bây giờ là trận chung kết cuộc thi Pokemon toàn quốc giữa đương kim vô địch của 2 năm trước, đó là nhóm ER và Thị Nhung. Năm nay ai sẽ giành được chức vô địch đây? Người đã từng thấy Pikachu bị thảm bại thế nào trước Raichu đen rồi đúng không? Mau đầu hàng đi. Chưa chắc đâu, hãy xem đây. Pikachu, hãy dùng vũ khí bí mật, cỏ sao.
Thật không thể tin được thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử có hai Pokemon 6 sao đối đầu với nhau. Vâng, hai Pokemon đang chiến đấu ngang tài ngang sức, nhưng Pokemon Pikachu của Thị Nhung đang chiếm ưu thế. Có vẻ như là Pikachu đã được huấn luyện rất là tốt. Pikachu, hãy ra đòn quyết định! Hả? Đã hết tác dụng của cỏ sao rồi ư? He he he, cỏ sao đã hết tác dụng rồi. Tốt lắm, hãy giết nó cho ta, Raichu đen. Dừng lại, Pinky, cậu có ở đó không? Hãy bảo vệ Pikachu. Pinky, Pinky. Hả? Chuyện gì thế này? Không thể nào. Nó đã bị thôi miên hoàn toàn rồi cơ mà. Hay lắm, Raichu Pinky, hãy tiến lên. Hoan hô, thắng rồi. Và người giành chức vô địch năm nay là Thị Nhung. Sau đó, nhóm R bị bắt vì tội chiếm đoạt Pokemon của người khác. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Thảo dược giúp tăng một sao cho Pikachu có tên là gì? Đáp án A, cỏ sao. Đáp án B, trừ sao. Đáp án C, sao thiên vương. Và đáp án D, sao hải vương. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.